Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Mão chi tiết nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão. Tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi 2021 của 12 con giáp, tháng này, con giáp tuổi Mão khi làm việc cần phải tập trung vì bạn rất dễ sai sót vì sự bất cẩn của mình do đó với giấy tờ quan trọng thì nên kiểm tra cẩn thận rồi mới gửi đi thậm chí có những việc tưởng như quen thuộc bạn vẫn phải soát lại lỗi nhé lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này đó là việc công và tư phải phân minh thì bạn mới có thể làm việc tốt được thực tế là bạn chẳng thể làm được việc gì khi trong đầu mọi thứ cứ dối tinh lên bạn phải xử lý từng việc một và một ngày cũng chỉ thể làm được vài việc mà thôi đừng ôm đồm quá tuổi mão nhé hãy nhớ rằng mình có năng lực và sức mạnh nội tại khá dồi dào cứ thế nên bạn luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thứ và không sợ thất bại vì vậy một khi đã tập trung thực hiện mục tiêu thì không ai có thể lay chuyển được bạn hoàn cảnh hay bất cứ ai không đủ khả năng để kéo bạn xuống nếu khi bạn không cho phép hơn ai hết bản mệnh hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì và sẽ không làm những việc mình không thích chỉ để khiến người khác hài lòng Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi mão âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch thiên tài ghé thăm mang lại điều kiện thuận lợi để con giáp tuổi mão có thể thu hút những cơ hội gia tăng thu nhật cho mình. Một số người nhận được lương, thường khá hậu hĩnh như là thành quả sau một thời gian bạn chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ thần may mắn ghé thăm trong dịp này thế nhưng bản mệnh nên nhớ rằng điều quan trọng là bạn phải nâng cao giá trị của mình trước không ngừng rèn luyện để nâng cao bản thân khi đó việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên nếu bạn không có mục tiêu bạn sẽ rất dễ lãng phí cả nguồn lực đang có do đó người tuổi mão cố gắng đề ra mục tiêu và cả kế hoạch cụ thể để thực hiện nó dù biết rằng không phải việc gì cũng đi theo kế hoạch nhưng bạn vẫn nên nghĩ tới nó trước khi thực sự bắt tay vào hành động nhé. Tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tuổi Mão 2021, nhất bạch bay về phương Tây cho thấy cuộc sống tình cảm của người tuổi Mão lúc này rộn ràng, nhộn nhịp. Tâm trí của bạn sống động hệt như một bữa tiệc và bạn không cho phép bất kỳ ai điều khiển nó. Thế nhưng đừng quá tự tin là mình có thể kiểm soát hết tất thảy mọi thứ, nhất là người độc thân đừng nghĩ rằng một lúc bạn có thể hẹn hò được nhiều người vì cuối cùng có thể bạn sẽ mất đi người yêu bạn chân thành nhất đấy. Dường như bản mệnh đang sống trong sự vội vã bởi bạn không muốn thời gian trôi qua mà chưa thực hiện được những gì trái tim mách bảo. Thực ra, thuận theo trái tim là điều nên làm nhưng bạn cũng cần biết chọn lọc, nếu không chính bạn mới là người khổ và tự gây ra những tổn thương cho mình những ai đã có đôi có cặp thì nên chỉnh sửa tình cảm của mình chứ không phải cố đi kiếm cái mới để có cảm giác mới mẻ có những hậu quả khó lường chỉ vì một lần sai vì ham vui của bạn đấy nhé tháng này những mối quan hệ xung quanh của bạn có dấu hiệu bất ổn dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa bạn và mọi người vậy nhưng con chim sợ cảnh cong những tổn thương khiến bạn thường phải suy xét rất kỹ lưỡng trước khi kết thân với người khác Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mão âm lịch khuyên bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân nhất là những ai có sức đề kháng kém. Bản mệnh nên ưu tiên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả như cam, chanh, bưởi. Hoặc uống nước gừng ấm mỗi sáng bạn nhé. Thời điểm tháng 2 âm lịch này, thời tiết có lợi cho cây cối phát triển nhưng đồng thời vi khuẩn cũng phát triển, dễ phát sinh bệnh tật cho con người. Vì thế, người tuổi Mão đừng ở nhà quá nhiều, nên sửa nắng nhiều hơn hoặc đi tới những nơi mà bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên. Những chuyến du lịch rất phù hợp để thực hiện trong thời gian này đấy nhé vì chúng giúp bạn giải tỏa được stress, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Có thể thấy, căng thẳng quá độ đang khiến bạn trở nên mất ngủ thường xuyên. Từ việc thiếu ngủ có thể dẫn đến những vấn đề liên quan tới sức khỏe cho tới công việc. Bản mệnh hãy cân nhắc tắt những thông báo từ điện thoại cũng như tránh các cuộc cãi vã, thảo luận trước khi ngủ nhé. Hãy nhớ rằng việc đảm bảo một giấc ngủ ngon rất quan trọng với bạn lúc này. Cẩm Nang Vượng vận cho từng tuổi Mão. 1, Tân Mão, Mộc, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết theo tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mão âm lịch, hãy tự tin, bạn không cần ai công nhận sức mạnh của mình cả. Quý nhân, dần, mùi, tiểu nhân, thìn, hợi, màu sắc may mắn, vàng, đỏ. 2, Quý Mão, Kim, Nam Thái Dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết có cơ hội mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao. Quý nhân, Tỵ, dậu, tiểu nhân, Tý, Mão, màu sắc may mắn, trắng, xanh lá. 3, Ất Mão, Thủy, Nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết có những niềm tin mỏng manh mà chính bạn phải tự tìm cách củng cố. Quý nhân, hợi, mùi. Tiểu nhân, tuất ngọ. Màu sắc may mắn, nâu, hồng. 4, Đinh Mão, Hỏa, Nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết bạn có thể thất vọng và mất niềm tin khi bị ai đó dối lừa. Quý nhân, tỵ, ngọ. Tiểu nhân, thân, hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Năm: Kỷ Mão, Thổ, Nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết: Nhắc nhở bản thân nên tập trung trong từng nhiệm vụ một. Quý nhân: Dần, Tuất. Tiểu nhân: Thìn, Thân. Màu sắc may mắn: vàng, tím. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.